Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án buôn lậu rửa tiền xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường. Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng, cựu kế toán trưởng Công ty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, cựu giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Những người còn lại bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu gồm Trần Ngọc Ánh, cựu phó tổng giám đốc Nhật Cường, Đỗ Quốc Huy, cựu giám đốc bán hàng Nhật Cường. Theo điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001 do Bùi Quang Huy, hiện bị truy nã làm tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế. Trong đó, giai đoạn 2014-2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng. Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên hai hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý nhà nước. Trong vụ, cảnh sát đã tách hồ sơ các hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ra xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn. Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng, tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính.